tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất được thành lập tháng 7 năm 1977, nằm ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, một địa điểm nổi tiếng về truyền thống cách mạng. Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất là một trong các khu điều dưỡng thương bệnh binh nặng của cả nước và cũng là khu điều dưỡng thương binh duy nhất cho 18 tỉnh, thành phố phía Nam. Đây được xem là một ngôi nhà chung rất đặc biệt. Ngôi nhà chung của những người thương bệnh binh, những người lính năm xưa luôn sát cánh bên nhau, xông pha chiến trường. Nay họ lại cùng ở bên nhau chung một mái nhà. Hơn 40 năm qua, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất đã nuôi dưỡng hơn 500 thương bệnh binh nặng và tiếp nhận hơn 3.000 đối tượng người có công ở các tỉnh thành trong cả nước về điều dưỡng. Hiện trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng cho 55 thương bệnh binh, trong đó khu điều dưỡng thương binh tổng hợp là 10, khu điều dưỡng thương binh bị rối loạn tâm thần là 18, số còn lại hiện sống cùng gia đình ở xung quanh trung tâm. Hầu hết thương bệnh binh ở đây đều là những người lính trực tiếp chiến đấu ở các chiến trường BC, biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Nhiều thương binh nặng mất sức từ 90% trở lên. Có người bị liệt, cụt chân tay, mù cả hai mắt hoặc bị tâm thần. Gặp trước chú ở trên ở quân đoàn 4 ở trên thành phố chuyển về đây năm 90. Người thân nói chung còn ở ngoài Bắc hết, cứu mắt bị thương ở chiến trường Campuchia, bị mắt là lúc đang đi nghiên cứu trận, chuẩn bị trận đánh, đi trinh sát đấy, gọi là trong quân đội đi trinh sát, đi nghiên cứu. Ví dụ mình muốn đánh vào cái đồn là mình đi nghiên cứu, đi vào bãi mìn, toàn bộ là mìn nó hất vào xuống, đi nói chung là cách nhau tầm mét, mét rưỡi. Lúc bị thương là lúc về đến nằm 175 á, là trong 2 năm đầu là chỉ có mặc đồ bệnh viện thôi, như đồ đạc mặc có mình cái quần xà lòn, không có đem được cái gì về theo hết, giấy tờ cũng không có nữa. Nếu những năm tháng chiến đấu, những người lính phải vào sinh ra tử trên chiến trường để giành lại độc lập, tự do, thì nay thời bình, họ lại tiếp tục một cuộc chiến mới, đấu tranh để chiến thắng bệnh tật. Dù hàng ngày vẫn phải chịu đựng cơn đau vật vã do những vết thương, di chứng chiến tranh để lại, thế nhưng trên môi họ vẫn vẹn nguyên những nụ cười, luôn lạc quan, yêu đời và ghi nhớ lời dạy của Bác. Thương binh tàn nhưng không phế. Chú Nguyễn Văn Phòng, thương binh 1/4 quê ở Hải Phòng vừa kể. Trước đây chú là lính xe tăng lữ đoàn 22 quân đoàn 4. Chú bị thương cả hai chân vào cuối năm 1981 khi đang làm nhiệm vụ ở Campuchia. Sau khi điều trị ở bệnh viện quân y 175 được 3 năm, năm 1985 chú được chuyển về trung tâm. Hơn 30 năm qua, chú Phòng vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống. Chú Phòng cho biết: "Về đây tôi được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo nên sức khỏe ngày càng khá hơn. Ba mẹ tôi mất rồi, tôi cũng không có vợ con nên nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Có đồng đội chuyện trò, có các y bác sĩ chăm sóc sức khỏe, tôi cảm thấy luôn được sống trong không khí ấm áp nghĩa tình." Mười giờ sáng, khu điều dưỡng thương binh rối loạn tâm thần nhộn nhịp tiếng gọi của các hộ lý và bóng áo xanh của các bệnh nhân. Họ tập trung về khu nhà ăn, ngồi vào ghế và ăn gọn gàng trật tự. Các thương binh ở đây đều bị rối loạn về mặt nhận thức, hành vi, hành động. Các thương binh tâm thần mắc bệnh thường do bị thương hay sốc tâm lý trong lúc chiến đấu. Di chứng họ mang trên mình dòng dã suốt trong những năm sau chiến tranh chính là vết sẹo không thể nào mờ đi trong tâm trí. Cô gái ngồi trên bên khách đường xa, tôi mới cất tiếng làm quen qua nụ cười hiền. Với kinh nghiệm dày dặn, trình độ chuyên môn vững vàng, đội ngũ y bác sĩ của trung tâm luôn kịp thời nắm bắt biến chứng thương tật để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho từng đối tượng và phải có tâm với nghề nghiệp,
biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thương bệnh binh trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Đôi khi bệnh nhân rơi vào trạng thái sa sút tinh thần hoặc lên cơn kích động đã đánh đuổi bác sĩ. Thế nhưng bằng tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc và còn bằng tình cảm tri ân với những người đã đóng góp lớn lao cho đất nước, các y bác sĩ vẫn kiên trì vỗ về, động viên an ủi và chăm sóc họ tận tình như chính người thân của mình. Người bình thường mình chăm sóc phục vụ đã khó rồi, còn đối với các cô chú này thì cái trí tuệ nó không còn, cái bản năng người ta là có như là cái trí nhớ không còn cái gì hết, kể cả gia đình người thân người ta lên đã không nhận ra nữa. Có một số bác là như vậy, thì giống như mình làm ở đây là cái tâm huyết của mình, mình tận tâm, mình coi các chú, các bác, các cô ở đây giống như người thân của mình, như cha, con mẹ của mình vậy. Nếu như mà mình mà làm mà giống như kiểu mà làm cho xong chuyện, nó là một chuyện khác, thì các cô chú không hưởng được cái gì hết. Mình phải tận tâm, mình phải hiểu được cái từng cái hành vi, từng cái cử chỉ của người ta, và người ta cần cái gì, ăn cái gì, mặc cái gì và ngủ như thế nào. Đêm hôm mình phải kiểm tra làm sao, trời lạnh là mình phải lấy chăn cho người ta đắp. Chứ thực ra các cô chú đang rất không làm được những chuyện đấy. Thì nói chung là chỉ biết là các cô, các chú thì đã là cái người đã đi trước mình, đã đổ xương máu vì mình, đã mất trí tuệ, mất gia đình, mất người thân, mất chính bản thân mình luôn, không biết gì cả. Để cho mình được đến ngày này thì mình được phục vụ các cô, các chú, đó là niềm vinh hạnh của mình. Nên là mình chỉ biết là cống hiến thôi. Giờ đây, những thương bệnh binh vẫn hàng ngày tự rèn luyện bản thân và làm những công việc có thể làm được cho riêng mình và những người xung quanh. Xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. Lúc tôi còn thơ, lang dân thường mong mơ đến chép thành bài ca. Thờ ai đẹp vui như bóm trăng sài đắm bên làng, lang như bóng hoa ngàn, thương yêu vô vàng, nhìn thấy non nước sẽ không hề lẻ tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về đêm cùng lang chung bước. Cuối nèo đường đi, lang vẫn mong hè mùa thi, lang khóc đời người đây.